Tối mùng 2 tháng 7, sau nhiều lần thả thính với loạt poster và trailer, MV Nắm Đôi Bàn Tay của ca Y Trần chính thức được ra mắt công chúng. Ca khúc Nắm Đôi Bàn Tay do đích thân Sơn Tùng sáng tác và do duo Neon thực hiện phần hòa âm phối khí. Đây là sản phẩm đánh dấu màn comeback của ca Y Trần sau hơn một năm, cũng là MV đầu tiên của nam ca sĩ với tư cách talent độc quyền từ MTP Entertainment. Ngay sau khi vừa lên sóng, MV Nắm Đôi Bàn Tay mang về lượt xem công chiếu hơn 87.000. Chắc chắn là con số cao nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của ca Y Trần, nhưng so ra kém rất xa loạt sản phẩm của chủ tịch Sơn Tùng cũng không có gì quá khó hiểu. Sau khoảng hơn nửa ngày kể từ khi ra mắt, vào sáng hôm nay, mùng 3 tháng 7, MV Nắm Đôi Bàn Tay của ca Y Trần chính thức re bút ngay tại vị trí top 1 trên YouTube với trên 3,3 triệu lượt xem và hơn 366.000 lượt thích. Đây cũng chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của ca Y Trần vươn lên vị trí cao nhất trên tab thịnh hành. Tuy nhiên, thành thật một điều thì, Nắm Đôi Bàn Tay vươn lên top 1 trend là do độ vi gian của ca khúc hay do fan Sơn Tùng đã dồn toàn tâm toàn sức ủng hộ. Ngoài ra, vào tối qua mùng 2 tháng 7, MTP Entertainment cũng đã công bố thống kê sau 1 giờ phát hành, đạt 1.2 triệu lượt xem trên YouTube, có khoảng 89.000 lượt xem công chiếu và 168.000 lượt yêu thích cùng 31.000 bình luận dành cho nam ca sĩ. MV Nắm Đôi Bàn Tay của ca Y Trần được ra mắt vào đúng 20 giờ ngày mùng 2 tháng 7. Đây là MV đầu tiên của nam ca sĩ từ khi trở thành nghệ sĩ độc quyền của MTP Entertainment. MV đang nhận nhiều phản hồi trái chiều. Nội dung MV vô cùng đơn giản. Ca Y Trần là một cậu thiếu gia giàu có, đang nằm tận hưởng bên hồ bơi. Trong buổi ban trưa, cậu dần chìm vào giấc mộng và thấy một cô nàng trong mơ. Cô nàng này không ai khác ngoài Amandine, nữ chính từng xuất hiện trong MV top 1 trend vừa rồi của Đen Vâu, Trốn Tìm Cùng Nhau. Cả hai bỏ trốn về biển xa lạ trên chiếc siêu xe Lamborghini được giới thiệu ở poster. Cả MV đơn thuần là cuộc vi phu của ca Y Trần và Amandine qua các vùng đất lạ, qua sa mạc nắng nóng, đường bờ biển lộng gió kỳ vĩ. Khung cảnh thiên nhiên được lồng ghép trong MV Nắm Đôi Bàn Tay dù hoàn toàn thực hiện tại Việt Nam nhưng không thua kém khung cảnh ở nước ngoài. Cô gái Amandine tay cầm một camera, tay kia nắm chặt lấy ca Y Trần suốt cuộc hành trình không đổi, đúng với tinh thần Nắm Đôi Bàn Tay của ca khúc. Nhìn chung, Nắm Đôi Bàn Tay là một bản dờ và bê đậm chất, Sơn Tùng với phần hòa âm phối khí sôi động, khá phù hợp với một ca khúc mùa hè. Ca Y Trần cũng trưng trổ một chút vũ đạo cùng với hai vũ công trên bãi cát, có thể chúng ta sẽ sớm có phiên bản dance version riêng cho Nắm Đôi Bàn Tay. Dù biết Sơn Tùng sẽ xuất hiện không dài trong MV Nắm Đôi Bàn Tay, nhưng chỉ xuất hiện chưa đến 5 giây rồi biến mất, lại mờ mờ ảo như thế này thì quả khiến không ít fan của sếp phải hụt hẫng. Lúc Sơn Tùng xuất hiện cũng là lúc ca Y Trần tỉnh mộng và trở về hiện thực, là một chàng thiếu gia, giàu có hơn cả lúc ban đầu, là gà cưng của MTP Entertainment và có thể xem là nghệ sĩ thân cận nhất với Sơn Tùng trong công ty. Ca Y Trần được hưởng mọi đặc quyền, đặc lợi cũng như những sự hỗ trợ tốt nhất từ công ty. Chưa dừng lại ở đó, sự ủng hộ này bao gồm cả toàn bộ cộng đồng Sky, fan đường đông đảo và thiện chiến nhất nhì V-pop hiện tại. Chắc chắn Sky sẽ không bao giờ để một sản phẩm từ MTP Entertainment lâm vào cảnh chỉ số lèo tèo. Nhờ kinh nghiệm chiến đấu quá nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp với mỗi lần Sơn Tùng comeback, thế nên việc xử lý Nắm Đôi Bàn Tay cũng không có gì quá khó khăn. Công thức cày view, công thức gia tăng độ nhận diện. Qua mỗi lần Sơn Tùng comeback cứ thế được áp dụng và Nắm Đôi Bàn Tay chạm đến top 1 trend là điều sớm hay muộn mà thôi. Tuy Sky có thể ủng hộ sản phẩm của ca Y Trần comeback hết mình, tuy nhiên nhìn ra phản ứng chung của khán giả đại chúng hầu như ai cũng đồng tình. Đây cũng chỉ là một sản phẩm chưa hoàn hảo đến từ một Sơn Tùng 2.0 mà thôi. Ca Y Trần có lợi thế rất lớn khi đồng sở hữu một lượng fan đường đông đảo ké từ Sơn Tùng, và lực lượng này đảm bảo cho mọi chỉ số và thành tích vượt trội mà các nghệ sĩ V-pop khác phải ao ước. Thế nhưng, đó cũng là một con dao hai lưỡi với hệ quả không nhỏ về lâu dài. Nữ chính trong MV Ca Y Trần không phải Hải Tú mà là người từng đóng chung MV với Đen Vâu trong sản phẩm Trốn Tìm. Tối ngày 2 tháng 7, MV Nắm Đôi Bàn Tay của Ca Y Trần chính thức trình làng đến khán giả. Ngoài nội dung của MV và vi rùa cực phẩm của ca Y Trần thì nữ chính trong ca khúc cũng chính là đề tài khiến khán giả bàn luận không ngớt. Không phải ai xa lạ thì ra nữ chính là Mandarin, từng xuất hiện trong MV Trốn Tìm của Đen Vâu cách đây không lâu. Xuyên suốt MV, hầu như nữ chính không để lộ rõ mặt. Cô sử dụng đạo cụ là chiếc máy quay để che đi nửa khuôn mặt, nhưng đường nét thanh tú vẫn hiện rõ. Amandine là nữ chính vừa xuất hiện trong MV đạt top 1 trend của Đen Vâu, Trốn Tìm. Cô nàng Amandine sinh năm 1992, có tên tiếng Việt là Thùy Trinh và mang hai dòng máu Việt,
Pháp. Cô được sinh ra và lớn lên ở thủ đô Paris, Pháp và mới trở về Việt Nam không lâu trước đây. Nhan sắc xinh đẹp của Amand Dyan, nữ chính trong MV của Cay Trần. Hiện tại, cô sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực thời trang, thiết kế ẩm thực và người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Cô từng học chuyên ngành thời trang và làm việc một thời gian tại Melbourne, Australia, sau đó về Việt Nam theo đuổi nghề mẫu ảnh vào năm 2019. Cô tham gia MV Cần Gì Hơn, Su Tà Te E và Tiên Tiên đầu năm 2020. Amand Dyan tự nhận cô là người hướng nội, thích đọc sách, nghe nhạc. Trước kia, cô dự định chỉ ở lại Việt Nam một thời gian rồi về nước. Sau đó, cô bị thu hút bởi nhịp sống của Sài Gòn và nguồn năng lượng tích cực từ những người trẻ quanh mình.